Xin kính chào quý nhà đầu tư, rất vui được gặp lại quý nhà đầu tư trong chương trình cổ phiếu 360 độ. Chương trình tuần này của chúng tôi, vẫn như mọi khi, chương trình của chúng tôi sẽ được live stream vào lúc 15:30 thứ năm hàng tuần. Tuy nhiên thì tuần này có một chút việc nên là chúng tôi sẽ đẩy chương trình này lên sớm hơn là vào lúc 14:45. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi thì có tôi là Lương Duyên và có chị Hà Giang sẽ cùng nhau thảo luận về mã cổ phiếu SI. Sau đây thì chị Giang sẽ nói tổng quan về SI cho quý nhà đầu tư. Vâng, xin chào quý vị nhà đầu tư ạ. Thì hôm nay chúng tôi như thường lệ dựa theo cái nội bộ của khách hàng thì chúng tôi sẽ chọn một mã cổ phiếu để đưa ra những điểm tích cực và tiêu cực để giúp quý nhà đầu tư có một cái nhìn tổng quan hơn về doanh nghiệp đấy. Thì trong tuần này chúng tôi sẽ nói về một mã cổ phiếu tốc đầu trong ngành chứng khoán, đấy là cổ phiếu SI. Đầu tiên thì tôi muốn giới thiệu sơ bộ về doanh nghiệp này. Doanh nghiệp này thì thứ nhất thì chúng ta cũng biết rằng SI là một công ty mà đứng tốc đầu toàn ngành, và hiện tại vị thuyền trưởng SI là ông Nguyễn Duy Hưng, là chủ tịch hội đồng quản trị. Và nếu mà chúng ta xem cái slide này thì trong khoảng thời gian 10 năm từ 2014 đến 2020, kết quả kinh doanh của SI có những sự tăng trưởng khá là đều đặn qua hàng năm. Cơ cấu doanh thu hợp nhất thì hiện tại mảng đầu tư đang có chiếm tỷ trọng lớn nhất. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ xem qua những dấu hoạt động năm 2020 thì hoàn toàn có thể thấy những con số khá là tích cực về doanh nghiệp này. Vậy ba điểm tích cực để đầu tư cổ phiếu SI là gì? Điểm thứ nhất, chúng tôi sẽ nói về yếu tố vĩ mô hỗ trợ ngành chứng khoán. Thứ hai, hoạt động nguồn vốn nổi bật. Và cuối cùng là vị thế và thương hiệu đứng số một thị phần. Với cái luận điểm đầu tiên là yếu tố vĩ mô hỗ trợ ngành chứng khoán, vậy thì Duyên có cái nhận định gì không? Vâng, vậy thì với cái yếu tố cái luận điểm đầu tiên đó là yếu tố vĩ mô hỗ trợ ngành chứng khoán, thì quý nhà đầu tư cũng có thể thấy đó là trong nửa đầu năm 2021 thì thị trường chứng khoán trong nước đã có những cái khởi đầu rất là thuận lợi. Ví dụ như trong slide quý nhà đầu tư có thể nhìn thấy đó là giá trị giao dịch trên thị trường tăng mạnh trong vài tháng trở lại đây. Thì trong vòng 5 tháng đầu năm thì giá trị giao dịch của cổ phiếu bình quân ghi nhận mức cao kỷ lục là 21.147 tỷ đồng trên một phiên. Thanh khoản đã tăng từ mức là hơn 16.000 tỷ đồng trên một phiên trong tháng 2 lên hơn 25.000 tỷ đồng trong một phiên trong tháng 5. Nguyên nhân ở đây chúng tôi cho là do hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất đó là do số lượng tài khoản nhà đầu tư mở mới liên tục lập kỷ lục. Như chúng tôi có thống kê ở đây thì tính đến tháng 5 năm 2021 thì lượng tài khoản trên thị trường chứng khoán đạt hơn 3 triệu tài khoản, tăng 17,42% so với năm 2020. Và ngoài ra thì cái lượng tài khoản mở mới liên tục duy trì ở mức bình quân là trên 100.000 tài khoản trong 3 tháng liên tiếp. Và nguyên nhân thứ hai đó là cái lượng margin được sử dụng trong thời gian vừa qua cũng đã đưa thanh khoản của thị trường lập các kỷ lục mới. Và hiện tại thì theo chúng tôi tính toán thì tỷ lệ lượng số tài khoản cá nhân trên dân số của Việt Nam chỉ đạt khoảng 3%, trong khi tỷ lệ này ở các nước khác trong khu vực thì đạt khoảng 10%. Và các nước có thu nhập cao như Singapore và Đài Loan thì tỷ lệ này là 40%. Và điều này chúng ta có thể thấy rằng đó là dư địa tăng trưởng của ngành chứng khoán hay là kênh đầu tư cổ phiếu nói riêng vẫn còn rất là lớn. Ngoài ra thì tiếp theo chúng ta có thể nhìn thấy đó là vốn hóa thị trường tăng dần qua các năm. Tính đến tháng 5 năm 2021 thì thị trường chứng khoán Việt Nam đã đạt mức tổng vốn hóa là 7,8 triệu tỷ đồng, tăng hơn 17,37% so với năm 2020, và tính chung giá trị vốn hóa thị trường đạt khoảng 126% GDP. Và điều này cũng cho thấy là thị trường chứng khoán đã có những bước phát triển lớn và phát huy được vai trò của kênh huy động vốn chung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế. Ngoài ra chúng ta cũng không thể nào không nhắc đến một việc rất là quan trọng, đó là triển vọng được MSCI nâng hạng thị trường. Ở đây thì tôi giải thích qua một chút, đó là xếp hạng thị trường chứng khoán là một trong những cái yếu tố được chính phủ, nhà nước và các nhà đầu tư đặc biệt chú ý, bởi vì là khi mà thị trường chứng khoán được xếp hạng càng cao thì cái khả năng thu hút cái nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài càng lớn. Như hiện nay thì trên thế giới có 3 tổ chức lớn về xếp hạng thị trường chứng khoán, bao gồm đó là MSCI, S&P Dow Jones và FTSE. Thì các tổ chức đánh giá xếp hạng thị trường định kỳ theo các năm và phân loại thị trường theo 3 cấp độ. Đó là cấp độ về thị trường cận biên, thị trường mới nổi và thị trường phát triển. Và mỗi tổ chức thì đều có những cái tiêu chí đánh giá riêng để phân loại. Tuy nhiên thì cũng có một số tiêu chí chung. Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây đó là khi nào thì thị trường Việt Nam được nâng hạng? Thì trong thời gian vừa qua thì Việt Nam cũng đã rất là nỗ lực để hành động được nâng hạng trong thị trường chứng khoán. Tuy nhiên thì xét theo cái chỉ số của MSCI thì điều gì khiến Việt Nam chưa được nâng hạng lúc này? Thì đó là Việt Nam vẫn còn 7 trên 17 tiêu chí nữa cần cải thiện. Trong đó thì trong báo cáo tháng 6 năm 2020 thì Việt Nam cần các tiêu chí cần cải thiện, đó là thứ nhất là giới hạn
bao gồm đó là giới hạn sở hữu nước ngoài tại các lĩnh vực có điều kiện này, hay là thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn bị ảnh hưởng đáng kể bởi room ngoại, hay là quyền bình đẳng đầu tư nước ngoài liên quan đến room sở hữu, hay là mức độ tự do hóa trên thị trường ngoại hối và một vài những yếu tố khác. Và trong các tiêu chí trên thì tôi đánh giá đó là về tiêu chí quan trọng nhất mà Việt Nam cần cải thiện lúc này, đó là vấn đề về giới hạn sở hữu nước ngoài và cái cấp ảnh hưởng của giới hạn room ngoại. Chính vì vậy mà tôi kỳ vọng trong thời gian tới thì các văn bản pháp lý sẽ sớm được công bố đầy đủ. Tuy nhiên thì một số doanh nghiệp thì sẽ được thực sự được mở room lên 100%, và khi đó thì MSCI sẽ có những cái đánh giá tích cực hơn về vấn đề này. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn theo một hướng tích cực, đó là thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đã đạt được những cái tiêu chí như là sự cạnh tranh về môi giới, tính thanh khoản, hay là cơ quan quản lý đã chủ động giám sát. Nhưng mà điều này đã thể hiện sự chủ động và nỗ lực phát triển thị trường chứng khoán của cơ quan quản lý trong thời gian qua. Dù là chưa chính thức được nâng hạng nhưng mà cái khả năng được nâng hạng này sẽ không còn lâu nữa. Theo đánh giá của các chuyên gia thì thị trường chứng khoán Việt Nam có thể có khả năng được đưa vào danh sách theo dõi hay được nâng hạng trong năm 2022 và 2023. Vậy thì tóm lại đó là thị trường chứng khoán Việt Nam hiện tại vẫn là đang ở thị trường cận biên và có tiềm năng để phát triển trong tương lai, trong bối cảnh mà số lượng tài khoản mở mới vẫn còn thấp và triển vọng nâng hạng thị trường từ thị trường cận biên lên thị trường phát triển. Vâng, thì đúng như những gì bạn Duyên đã nói rằng hiện tại thì yếu tố vĩ mô đang hỗ trợ ngành chứng khoán rất là tốt, đặc biệt là với cái nền lãi suất đang khá là thấp hiện nay thì cái dòng tiền nó sẽ có sự dịch chuyển từ kênh tiết kiệm truyền thống sang các kênh đầu tư như đầu tư cổ phiếu. Tuy nhiên thì hiện tại vừa rồi thì Fed đã có một cái động thái là có một chút lo lắng về cái lạm phát và cho rằng là họ sẽ bắt đầu giảm cái quy mô đấy lòng định lượng các gói QE của họ, cũng như là plan của họ ban đầu từ năm 2024. Tuy nhiên họ có thể tăng lãi suất và giảm về gói quy mô đấy trước thời hạn, nghĩa là khoảng 2023, thì điều này có thể khiến cái lãi suất tăng lên. Và như mọi người đã bảo là cái lãi suất là cái thù của kênh cổ phiếu, những kênh chứng khoán ấy. Vậy thì Duyên có cho rằng đây là một rủi ro đối với cả thị trường chứng khoán không? Như cuộc họp gần đây của Fed thì cái việc mà tăng lãi suất vào năm 2024 và sửa đổi sang năm 2023 thì theo em được nghĩ đó là theo thống kê lịch sử thì trong vòng 30 năm thì có đến 80% lãi suất tăng thì cổ phiếu vẫn sẽ tăng và 20% là lãi suất tăng và cổ phiếu giảm. Chính vì vậy mà em nghĩ là cái việc mà trong thời gian tới cái việc lãi suất có ảnh hưởng đến quý nhà đầu tư không thì nó không phải là cái điều đáng lo ngại cho quý nhà đầu tư trong khoảng thời gian cho đến kỳ họp tương lai của Fed vào khoảng tháng 8 năm 2022. Vâng, thì có nghĩa là như Duyên đã nói thì có một cái thống kê trong vòng 30 năm trên thị trường chứng khoán thế giới thì 80% thời gian lãi suất tăng thì giá cổ phiếu cũng tăng, và trong đấy khoảng đâu đấy hơn 10% thời gian thì lãi suất tăng cổ phiếu mới giảm. Có nghĩa đôi khi cái việc tăng lãi suất nó cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến giá cổ phiếu. Và trong khoảng thời gian vừa rồi có hai luồng ý kiến trái chiều. Thứ nhất là có một luồng ý kiến đấy là lạm phát đang tăng, và cái việc chúng ta thể thấy rõ trong việc là commodity đang tăng rất là cao, đặc biệt có super cycle trong khoảng thời gian vừa rồi, thì điều này sẽ khiến cho Fed sẽ phải tăng lãi suất để giảm đi cái áp lực về rủi ro về lạm phát. Tuy nhiên thì có một những cái nhà điều hành chính sách của Fed thì cho rằng là cái vấn đề commodity tăng này nó chỉ là cái áp lực ngắn, cái vấn đề ngắn hạn thôi, còn trong dài hạn khi mà cung cầu nó đã đạt đến cái điểm khá là balance rồi thì cái vấn đề này nó sẽ không còn kéo dài quá nhiều nữa. Và đặc biệt chúng ta có thể thấy vừa rồi thì có một đợt vừa rồi cụ thể tuần trước thì giá commodity đã có một đợt giảm sâu nhất kể từ quý tháng 3 năm 2020. Vậy thì chuyển sang yếu tố thứ hai, đấy là hoạt động nguồn vốn nổi bật của SSI. Vậy thì Duyên có những quan điểm như thế nào về luận điểm này? Về cái luận điểm thứ hai, luận điểm tôi cho là tích cực, đó là hoạt động nguồn vốn nổi bật, thì trước tiên thì tôi muốn giải thích cho quý nhà đầu tư đó là hoạt động nguồn vốn là như thế nào. Thì chúng ta có thể hiểu nôm na đó là hoạt động nguồn vốn của các công ty chứng khoán đó là họ vay ngắn và gửi dài, tức là các công ty chứng khoán sẽ đi vay tiền ở một định chế tài chính, sau đó thì sẽ đem thường thì họ sẽ vay ở một ngân hàng với lãi suất thấp, sau đó thì sẽ gửi ở một định chế tài chính khác với lãi suất cao và họ sẽ ăn cái phần trăm chênh lệch ở đó. Vậy thì chúng ta có thể nhìn thấy ở trên slide đó là theo cái thông tư 121 mới ban hành vào ngày 31 tháng 12 năm 2020 thì cho phép các công ty chứng khoán vay nợ gấp 5 lần vốn chủ sở hữu thay vì là gấp 3 lần so với trước đây. Thì điều này sẽ giúp tăng trưởng cái năng lực tài chính cho các công ty chứng khoán. Ở trạng đầu tiên thì nhà đầu tư có thể thấy đó là SSI là công ty chứng khoán đang có số vốn điều lệ cao nhất so với các công ty chứng khoán khác trong ngày,
trong ngành chứng khoán, thì điều này cho thấy rằng là năng lực tài chính của SSI đang rất mạnh trong bối cảnh thị trường này. Và hiện tại thì trong tất cả các công ty chứng khoán niêm yết trên sàn chứng khoán thì chỉ có 3 công ty chứng khoán là có hoạt động nguồn vốn nổi bật, đó là SSI, VND và VCI. Tuy nhiên thì nổi bật nhất vẫn là SSI và VND, còn VCI thì có nhưng mà cái tỷ trọng trong cái tổng tài sản của họ không cao. Và có thể thấy đó là quy mô tài sản hoạt động nguồn vốn của SSI đang đứng đầu trong cái mảng thị trường vốn, với quy mô tài sản hoạt động của họ lên tới xấp xỉ là 5.600 tỷ đồng trong năm 2020. Và thông qua cái việc là mở rộng tín dụng cho các công ty dưới hình thức trái phiếu và cho vay margin, và cái mạng lưới khách hàng của doanh nghiệp thì đứng đầu giúp cho doanh nghiệp nắm bắt và kết nối được với nhu cầu giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư. Và chúng ta có thể thấy đó là hiện tại thì cái mảng này của SSI vẫn đang hơn hẳn so với VND. Ngoài ra thì SSI cũng chuyển cái kênh huy động vốn từ kênh trái phiếu doanh nghiệp sang hình thức đó là huy động vốn từ các ngân hàng nước ngoài với lãi vay và cái cơ chế vay hợp lý hơn, đã giúp SSI mang lại cái lợi nhuận cao hơn. Cụ thể đó là trong tháng 12 năm 2020 thì SSI đã ký kết thành công cái hợp đồng vay vốn tín chấp trị giá là 85 triệu USD, tương đương với là 2.000 tỷ đồng với nhóm 9 ngân hàng nước ngoài. Và cái việc mở rộng thêm các hạn mức nước ngoài này sẽ tiếp tục giúp SSI có thêm cái cơ sở để khai thác cái mảng kinh doanh của công ty hiệu quả hơn, với cái chi phí vốn thấp hơn và khối lượng lớn hơn. Và cái khoản vay này được coi là cái khoản vay tín chấp nước ngoài lớn nhất đối với các công ty chứng khoán Việt Nam hiện nay. Và tất cả những cái điều này cho thấy đó là bên cạnh những cái hoạt động kinh doanh truyền thống của công ty chứng khoán như là cho vay margin hay là hoạt động môi giới, thì SSI đang có một hệ sinh thái toàn diện hơn so với các công ty so với các đối thủ cạnh tranh khác. Và ngoài ra thì có một cái slide khác, đó là theo quy định hiện hành thì cái mức trần cho vay margin của các công ty chứng khoán bây giờ là gấp 2 lần so với vốn chủ sở hữu. Thì như vậy thì các công ty chứng khoán có vốn vay tương đối là khiêm tốn thì dư địa để tăng trưởng cái mảng margin thì sẽ bị hạn chế. SSI thì hiện tại có quy mô vay margin là hơn 11.000 tỷ đồng. Đây là cái quy mô lớn nhất trong các công ty chứng khoán trong các công ty chứng khoán nội, chỉ sau Mirae Asset, đây là công ty chứng khoán ngoại, và vẫn còn dư địa tăng trưởng lớn khi mà tỷ lệ cho vay margin trên vốn chủ sở hữu trong quý 1 năm 2021 của SSI mới chỉ gần một lần. Và vốn chủ sở hữu của họ đang đứng đầu trong các công ty chứng khoán thì điều này cho thấy là công ty vẫn còn cái dư địa tăng trưởng rất tốt trong cái mảng cho vay margin này. Vâng, thì với quan điểm của em, với quan điểm của tôi thì cũng có một phần giống Duyên thôi. Bởi vì là như Duyên đã nói thì so với những cái công ty chứng khoán khác, với những mảng hoạt động kinh doanh nổi bật, đấy là margin môi giới, thì SSI có thêm một mảng là hoạt động nguồn vốn. Vậy cái bản chất hoạt động nguồn vốn này thì là SSI sẽ huy động vốn từ các định chế tài chính, mà cụ thể đây là tại các ngân hàng. Và như Duyên đã nói thì có một cái thông tư mới được đưa ra, thì hiện tại thì cái mức trần đi vay của các công ty chứng khoán là gấp 5 lần vốn chủ sở hữu. Thì họ trong khi đấy mức trần dùng vốn để cho vay margin là gấp 2 lần thôi. Vậy thì công ty chứng khoán hoặc có thể SSI sẽ vay tiền đấy xong rồi dùng 2 phần, có thể là dùng 2 phần cho vay margin và họ vẫn còn thừa 3 phần nữa. Vậy 3 phần đấy, thứ nhất là có thể dùng để đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. Thì điều này sẽ có mối liên hệ chặt chẽ với hoạt động IB. Và ngoài ra thì và về lượng tiền còn lại thì họ có thể cho gửi tại các ngân hàng khác để ăn trên lệch các lãi suất như Duyên đã nói. Vậy thì cái việc mà họ kính hoạt động nguồn vốn nó nổi bật như thế này, và về việc mà có cái vốn điều lệ nó thuộc nó có vốn điều lệ lớn nhất tại trong toàn bộ hệ thống, thì SSI hoàn toàn có dư địa để tăng trưởng các mảng của chính doanh nghiệp đấy, như kiểu nguồn vốn IB cho vay margin. Và có thể thấy rằng là bởi vì có cái hoạt động nguồn vốn nó nổi bật như thế, bởi vì có dòng vốn nó tốt như thế, cho SSI hoàn toàn có dư địa tăng trưởng trong tương lai. Và chúng ta sẽ chuyển sang cái luận điểm cuối cùng, luận điểm tích cực cuối cùng, đấy là thương hiệu và vị thế số 1 thị phần của Duyên. Ở cái luận điểm tích cực cuối cùng đó là vị thế và thương hiệu được số 1 thị phần, thì trên slide của nhà đầu tư có thể thấy đó là SSI đã giữ cái vị trí số 1 thị phần trong rất nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên thì trong quý 1 năm 2021 thì SSI đã bị mất vị trí số 1 này vào tay của công ty cổ phần chứng khoán VBS, thì và SSI đã xếp vào vị trí thứ hai. Nguyên do ở đây là do năm 2019 thì một loạt các công ty chứng khoán đã cạnh tranh với nhau về phí và giảm về mức là 0%.
Tuy nhiên thì đây không phải là lần đầu tiên mà SI bị mất cái vị trí số 1 này. Nếu như mà xét về trong quá khứ thì công ty chứng khoán SI đã bị vào năm 2008 đã bị mất vị trí số 1 này và công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long. Và nhưng mà vào năm 2009 thì SI đã lấy lại cái vị trí số 1 này. Vậy thì điều này có lặp lại ở thời điểm hiện tại hay không? Thì cách đây không lâu thì VBS cũng đã bất ngờ thu phí hệ thống hàng tháng là khoảng 27.500 đồng trên một tháng. Thì với cái động thái này đã tạo ra những cái sự không hài lòng đối với khách hàng. Vậy thì VBS sau một thời gian dài miễn phí cho khách hàng đã bắt đầu quay về thu phí. Thì điều này sẽ tạo nên những cái rủi ro về thị phần cho VBS. Và khi đó đồng nghĩa với việc là các công ty chứng khoán top đầu có khả năng sẽ quay về vị trí số 1. Đặc biệt là SI có thể sẽ lấy lại thị phần của mình. Đó là quan điểm của tôi ạ. Vâng, thì cảm ơn quan điểm của Duyên. Thì hiện tại thì chúng ta có thể thấy rằng là lần đầu tiên trong khoảng nhiều năm vừa rồi, SI đã đánh mất thị phần số 1 trên sàn HOSE của mình cho công ty chứng khoán là VPS. Điều này đến từ việc là thứ nhất là cái miếng bánh của ngành chứng khoán này, nó là một miếng bánh rất hấp dẫn và thu hút rất nhiều dòng vốn ngoại, dòng vốn giá rẻ vào và khiến cho sự cạnh tranh này càng gay gắt. Cái thứ hai là trong năm 2019, bởi vì việc bỏ cái mức phí sàn giao dịch, rất nhiều công ty chứng khoán đã có một cuộc đua phí về không. Rất nhiều công ty chứng khoán đã đưa mức phí giao dịch về không và điều này sẽ đã tạo nên một cái áp lực cho các công ty chứng khoán top đầu, bởi vì họ không muốn tham gia một cái cuộc đua mà cuối cùng phí của họ lại về không và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái lợi nhuận của họ như thế. Và như Duyên đã nói thì với VPS vừa rồi thì họ đã đưa ra một cái mức phí fix, kiểu phí quản lý tài khoản đấy, khoảng 27.000 đồng một tháng đối với một tài khoản. Thì và Duyên đã bảo rằng cái này có thể khiến cho nhà đầu tư có thể kiểu hoang mang hoặc khó chịu và họ có thể chuyển tài khoản sang các công ty chứng khoán khác. Tuy nhiên theo quan điểm của tôi thì cho rằng điều đấy cũng chưa thể, bởi vì 27.000 so với một nhà đầu tư chứng khoán thì không phải là một con số quá lớn. Mà thay vì thế thì nếu mà chúng ta so sánh với các công ty chứng khoán ngoại thì có cái trend, có nghĩa là có một cái trend dài hạn, và cuối cùng phí giao dịch cũng sẽ về không thôi. Và các công ty chứng khoán thay vì thu phí giao dịch, họ có thể có những chính sách thu phí khác như kiểu thu phí theo trên nát, thu phí quản lý tài khoản định kỳ hàng tháng. Và điều này có thể khiến cho họ có một mức phí, có một lợi nhuận nó thay thế cho mức phí giao dịch hiện tại. Vâng, vậy thì đó là ba cái luận điểm về tích cực. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái luận điểm tiêu cực. Với luận điểm đầu tiên tiêu cực đó là SI phụ thuộc quá nhiều vào cái hoạt động tăng vốn. Vậy thì chị Giang nghĩ sao về cái luận điểm này ạ? Vâng, như tôi đã nói về phía trước ấy. Phần trước cái hoạt động nguồn vốn của SI khá là nổi bật, và cái việc mà hoạt động kinh doanh phụ thuộc vào nguồn vốn ấy, phụ thuộc việc nguồn vốn và phụ thuộc việc tăng vốn, nó không phải là câu chuyện riêng của SI mà là câu chuyện của các công ty chứng khoán nói chung. Thì bởi vì rằng là cái hoạt động của họ ấy, cái quy mô cho vay của họ, hoạt động kinh doanh của họ sẽ bị phụ thuộc vào việc nguồn vốn rất là lớn, cho nên họ có nguồn vốn càng lớn thì cái quy mô để họ hoạt động được sẽ lại càng tốt hơn, cho nên vô hình chung họ sẽ có một cái áp lực tăng vốn trong dài hạn. Và năm 2021 thì SSI đã đặt kế hoạch tăng vốn lên khoảng 11.000 tỷ, có nghĩa tăng đâu đấy khoảng 82% so với năm 2020. Cụ thể là họ sẽ chiết cổ phiếu thưởng, chào bán đại chúng, chào bán ESOP và sau đấy là chào bán riêng lẻ, thì cái điều này sẽ gây nên rủi ro pha loãng cho các cổ đông nhỏ lẻ. Và ngoài ra thì bởi vì rằng cái hoạt động nguồn vốn của SSI là một cái hoạt động khá là nổi bật trong cái tổng doanh thu và lợi nhuận của chính công ty này, cho nên quy mô nguồn vốn sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến cái hoạt động kinh doanh này của SI. Chúng ta có thể thấy rằng ở cái chart bên cạnh ý, hoạt động nguồn vốn của SI hiện đang chiếm khoảng 30% lợi nhuận trước thuế và tỷ trọng có xu hướng tăng dần qua các năm. Điều đấy đồng nghĩa rằng là nếu trong dài hạn, nếu trong tương lai mà SI không tăng vốn thì có thể hoạt động kinh doanh của SI sẽ có những thời kỳ có thể là đi ngang, và điều này sẽ đối với một nhà đầu tư mà nếu một cổ phiếu mà có kết quả kinh doanh mà đi ngang như thế thì sẽ không phải là một cái gì để nó quá là hấp dẫn. Dạ vâng, nhưng mà như chị Giang nói thì SSI có kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Nhưng mà theo tôi được biết là số lượng cổ phiếu được chào bán riêng lẻ này sẽ bị block trong vòng khoảng thời gian là 1 năm. Vậy thì với việc block chặn như thế thì nhà đầu tư không thể bán tháo ra số lượng cổ phiếu lớn trong khoảng thời gian ngắn. Và chính vì vậy mà không nên gây ra cái áp lực lớn về giá cho quý nhà đầu tư. Vậy thì chị Giang nghĩ sao về vấn đề này? Vâng, với việc mà SSI chào bán đại chúng cổ phiếu trước cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng cổ phiếu với tỷ lệ 6:1 và tối đa 109,5 triệu cổ phần ấy, thì điều này có thể gây nên tôi có thể nói kiểu ví dụ là đối với những với việc chào bán đại chúng là họ sẽ bị block cái số lượng cổ phiếu mà chào bán thêm phát hành thêm, và theo như SI cụ thể đây là 1 năm. Tuy nhiên để nhà đầu tư có thể
thể có được số lượng cổ phiếu phát hành thêm thì họ đã có một số lượng cổ phiếu sẵn rồi. Thì họ hoàn toàn, bởi vì cái số lượng cổ phiếu phát hành thêm họ sẽ bị block, thì họ hoàn toàn có thể bán cái số lượng cổ phiếu có sẵn của họ, tại vì số lượng cổ phiếu có sẵn là đã ở, cũng nhá, bây giờ đã ở mức nền giá thị trường khá là cao, họ có thể bán tháo đi, thì điều này vẫn có thể gây nên một cái rủi ro về giá của cổ phiếu SSI trong ngắn hạn. Dạ vâng, vậy thì chúng ta sẽ chuyển sang cái luận điểm thứ hai của tiêu cực, đó là đây là cổ phiếu mang phụ thuộc và nhiều vào cái chu kỳ kinh tế. Thì chị Giang nghĩ sao? Vâng, thị trường chứng khoán, ngành chứng khoán là một cái ngành phụ thuộc khá là lớn vào chu kỳ của nền kinh tế. Khi mà nền kinh tế đi lên, tất cả mọi thứ đều tốt đẹp thì lúc đấy thị trường chứng khoán cũng lên, và sau đấy là hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán cũng được hưởng lợi. Điều đấy dẫn theo là giá cổ phiếu của các công ty chứng khoán cũng được tăng lên theo. Chúng ta có thể thấy rõ cái điều đấy ở một cái tương quan để diễn biến giá SSI và VN Index ở cái chart ở trên slide ạ. Khi mà index tăng thì giá cổ phiếu SSI tăng, và cái diễn biến kết quả kinh doanh của SSI thì cũng đâu đấy nó cũng có sự tương đồng với cái chu kỳ kinh tế hiện nay. Tuy nhiên thì chúng ta có lưu ý rằng là giá cổ phiếu SSI đã có sự tăng trưởng giá rất là cao từ đầu năm đến nay, và hiện tại thì giá nằm đâu đấy khoảng hơn 50.000 đấy. Thì nếu trong trường hợp mà thị trường có một phiên điều chỉnh thì hoàn toàn cái giá này có thể bị giảm xuống khá là sâu. Như chúng ta có thể thấy cái chart giá của SSI trên slide hiện nay có thể thấy rõ ràng đấy là cái đỉnh gần nhất của SSI thì nó nằm đâu đấy khoảng 30.000, và lúc mà nó điều chỉnh thì nó chạm đáy đâu đấy khoảng 10.000, có nghĩa là giảm đâu đấy xuống 3 lần. Và cái việc giảm giá cổ phiếu gấp xuống 3 lần như thế sẽ gây ra một cú sốc tâm lý đối với nhà đầu tư. Vậy trong trường hợp này giá cổ phiếu hiện tại khoảng đâu đấy khoảng hơn 50.000, vậy bây giờ nếu mà có một cú kiểu thị trường điều chỉnh và test lại đỉnh hoặc sao đấy thì giá cổ phiếu có thể giảm xuống, vậy thì điều này sẽ gây nên rủi ro cho tâm lý nhà đầu tư. Có nghĩa ý của tôi đây rằng là cổ phiếu ngành chứng khoán cũng là cổ phiếu SSI là một cái cổ phiếu mà cái sự biến động nó khá là lớn và có một mức tương quan khá là chặt chẽ về đối với nền kinh tế. Vậy thì theo Duyên thì bây giờ cái nền kinh tế hiện tại ấy là đang ở chu kỳ nào của nền kinh tế? Dạ vâng, vậy chúng ta có thể nhìn thấy trên slide đó là có một cái hình về chu kỳ kinh tế. Thì chúng ta có thể xem lại lịch sử, đó là thì cái giai đoạn hiện tại đang khá tương đồng với giai đoạn năm 2011 sau khủng hoảng năm 2008. Và khi đó thì giá commodity tăng cao như hiện tại, và Fed cũng đã dừng lại các gói QE nới lỏng định lượng của họ. Và sau đó vào năm 2012 thì nền kinh tế đã phải đón nhận những cái hậu quả. Một loạt các nền kinh tế châu Âu kém, yếu kém như là Hy Lạp hay Bồ Đào Nha đã bị sụp đổ và cần có bàn tay của ECB. Và theo như tôi thấy thì giai đoạn này là giai đoạn cuối của chu kỳ phục hồi từ đáy, chứ không phải là cuối của chu kỳ nền kinh tế kéo dài. Năm 2018 thì có dấu hiệu của nền kinh tế đã đạt đến tối ưu nhất tận dụng lao động. Và năm 2012 thì đã đưa mức lãi suất từ mức thấp lên mức trung bình và kéo dài trong nhiều năm. Tuy nhiên năm 2018 thì lúc đó Fed đã đưa lãi suất đang ở mức trung bình lên mức cao, thì khi đó mới là cái lúc mà rủi ro nhất cho ngành chứng khoán. Và điều này thì cũng là rủi ro cho nền kinh tế kéo dài. Và trong chu kỳ kinh tế kéo dài thì có những cái chu kỳ kinh tế ngắn. Chính vì vậy mà tôi cho rằng là cái thị trường Việt Nam bây giờ chỉ đang ở đầu chu kỳ. Chính vì vậy mà chứng khoán vẫn còn khá là nhiều tiềm năng tăng trưởng. Vâng, theo như Duyên nói thì hiện tại thì chúng ta đang ở đầu chu kỳ, vậy và có nghĩa là ngành chứng khoán, ngành nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành chứng khoán nói riêng sẽ có nhiều dư địa tăng trưởng trong tương lai. Nhưng mà đối với cổ phiếu mà có nhiều sự biến động như thế này, như kiểu cổ phiếu chứng khoán, thì đối với nhà đầu tư, đặc biệt đối với những nhà đầu tư mà trading ấy, sẽ vẫn có những cái rủi ro về mặt tâm lý. Và cuối cùng là về một cái điểm, yếu tố tiêu cực cuối cùng của cổ phiếu SSI, đấy là định giá chưa hấp dẫn. Như quý vị nhà đầu tư có thể thấy rằng là cái dòng cổ phiếu chứng khoán năm vừa rồi đầu năm nay là một dòng cổ phiếu khá là hot, và cái tốc độ tăng giá của nó khá là nhanh ý, và được gọi là một trong những cái ngành hot nhất trong đầu năm 2021. Và nếu mà chúng ta so sánh cái ROE của SSI đối với những cái công ty chứng khoán tốc đầu khác như HCM, VND, VCI và VPS thì cái ROE của SSI không phải là một cái gì để nó quá là cao, và thậm chí là ở mức nền khá là trung bình, khá là thấp so với những công ty chứng khoán khác. Trong khi đấy PB thì cũng nhá, nếu chúng ta so sánh với PB với một số công ty chứng khoán hiện tại, PB của SSI có thể nói là thấp so với những công ty tốc đầu. Nhưng chúng tôi còn phải nói rằng là hiện tại cả ngành chứng khoán ấy, hiện tại PB của họ, PB của các công ty chứng khoán đều đang cao hơn so với PB trung bình ngành. PB trung bình ngành nó đâu đấy khoảng
khoảng 2.1, 2.2 lần. Tuy nhiên các công ty chứng khoán thì PBook hiện tại đều đã vượt qua con số đấy. Ngoài ra thì PBook SI nếu mà so sánh PBook lịch sử thì đều đã có sự tăng, có nghĩa là đang ở mức cao nhất trong lịch sử rồi, là mức 2.8. Thì với mức giá như hiện nay, về hệ số sinh lời như hiện nay thì tôi cho rằng là định giá của cổ phiếu SI hiện tại chưa hấp dẫn nhà đầu tư. Với cái quan điểm này của chị Giang thì tôi cũng hoàn toàn đồng ý về cái mức định giá của SI như hiện tại là chưa hấp dẫn. Như vậy là chúng ta đã đi qua 3 luận điểm tích cực và 3 luận điểm tiêu cực trong chương trình ngày hôm nay, thì tôi xin phép được tổng kết lại, đó là 3 luận điểm tích cực về cổ phiếu SI. Thứ nhất đó là triển vọng vĩ mô thúc đẩy ngành chứng khoán tăng trưởng. Thứ hai đó là SI có hoạt động nguồn vốn khá là nổi bật. Và thứ ba đó là vị thế và thương hiệu số 1 thị phần chứng khoán. Và 3 luận điểm tiêu cực ở đây chúng tôi có đưa ra đó là: thứ nhất là ngành chứng khoán thì có mang tính chu kỳ. Và thứ hai đó là SI phụ thuộc vào cái việc tăng vốn. Và cái thứ ba đó là định giá của SI còn kém hấp dẫn. Và sau đây thì chúng tôi sẽ chuyển sang phần trả lời câu hỏi của quý nhà đầu tư. Trước tiên chuyển sang phần trả lời câu hỏi thì chị Giang sẽ giới thiệu một chút về các chương trình của chúng tôi. Trước khi vào phần quảng cáo chương trình chuyên gia đầu tư thì chúng tôi muốn giúp cho nhà đầu tư có một bức tranh tổng thể hơn về cổ phiếu SI. Chúng tôi sẽ tổng kết về cái doanh nghiệp này theo format 4M. 4M này có nghĩa là Meaning and Macro, Modes, Management và Margin of Safety. Đối với Meaning and Macro thì chúng ta sẽ nói về triển vọng vĩ mô. Thì về mặt tích cực, hiện tại thì yếu tố vĩ mô đang thúc đẩy ngành chứng khoán. Tuy nhiên tiêu cực là rủi ro tính chu kỳ của ngành chứng khoán. Về cái Modes có nghĩa là cái lợi thế cạnh tranh của SI hiện tại thì có cái vị thế thương hiệu số 1 thị phần chứng khoán, hoạt động nguồn vốn nổi bật. Tuy nhiên tiêu cực ở đây là cái rủi ro cạnh tranh trong ngành chứng khoán rất là cao, cho nên việc duy trì một cái lợi thế cạnh tranh này cũng là một cái khá là gian nan cho SI. Về ban lãnh đạo thì ban lãnh đạo là những người dày dặn kinh nghiệm, luôn luôn muốn SI hướng lên là công ty top 1 trong ngành chứng khoán. Và cuối cùng là về catalyst tăng trưởng của SI thì chuyện tích cực thì tiếp tục SI tiếp tục có những kế hoạch tăng vốn, mở rộng mảng kinh doanh, hoạt động nguồn vốn. Tuy nhiên tiêu cực ở đây là kết quả kinh doanh phụ thuộc nhiều từ tăng vốn và định giá hiện tại thì khá là kém hấp dẫn. Và trước khi chuyển sang phần Q&A thì chúng tôi xin khoảng 2 phút quảng cáo về các lịch phát sóng chương trình của chúng tôi đối với đầu tư. Trong một tuần chúng tôi hiện tại có 4 chương trình. Đầu tiên là lại bàn đầu tư. Trong chương trình này chúng tôi sẽ cập nhật về tiêu điểm vĩ mô và các kênh tài sản. Thời gian phát sóng là 15:30 thứ hai hàng tuần. Chương trình thứ hai là tiêu điểm đầu tư, nhận định ngành theo hai quan điểm phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, stock picks trong ngành. Thời gian phát sóng là 14:00 thứ tư hàng tuần. Và chương trình tiếp theo là 360 độ cổ phiếu, là chương trình như hôm nay chúng ta sẽ phân tích một cổ phiếu theo hai phương diện tích cực và tiêu cực với thời gian là 15:30 thứ ba thứ năm hàng tuần. Và cuối cùng là chương trình đối thoại về PM. Chúng tôi sẽ mời một PM của một cái quỹ và chia sẻ triết lý và chiến lược đầu tư với thời gian phát sóng là 9:00 sáng thứ bảy hàng tuần. Ngoài ra thì chúng tôi cũng triển khai hai cộng đồng trên Facebook và Stockbook để có thể hỗ trợ nhà đầu tư. Với cộng đồng đầu tiên đấy là VNREX đầu tư tích sản tăng trưởng bền vững, với mục tiêu khách hàng là những khách hàng thích đầu tư, thích nắm giữ dài hạn. Và cộng đồng thứ hai là VNREX cộng đồng giao dịch chứng khoán Vietrade, thì mục tiêu cũng giống như cái tên của cộng đồng này thôi, là hợp với những nhà đầu tư lướt sóng trading. Và đây chúng tôi có cái QR code cho từng cái cộng đồng, cũng như có bài bật đối với những khách hàng mà có nhu cầu nâng cao học hỏi kiến thức thì có thể quét cái QR code của Học viện DeWell. Và bây giờ thì sẽ đến cái phần Q&A, nhà đầu tư có câu hỏi gì thì có thể đặt câu hỏi comment cho chúng tôi dưới clip livestream của VNREX. Và sau đây thì chúng tôi sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của quý nhà đầu tư, đó là nếu so sánh giữa SSI và VND thì hai công ty này có điểm mạnh và điểm yếu ra sao, tôi nên đầu tư vào mã nào? Xin mời chị Giang. Đối với SSI VND thì có một cái điểm rất là outstanding, đấy là tập khách hàng cá nhân của VND thì hiện tại đứng top 1 thị trường luôn. VND có một cái chiến lược, đấy là ngoài cái việc là thu phí giao dịch và thu phí môi giới thì ngoài ra chủ tịch Phạm Minh Hương còn có một con đường gọi là quản lý tài sản, giúp khách hàng quản lý tài sản nó tốt hơn. Ngoài ra thì, và như tôi đã nói trước đây thì cái tập khách hàng cá nhân của VND rất là tốt và có thể tạo nên cái tiềm năng tăng trưởng dài hạn cho VND. Còn đối với SI, về vị trí số 1 của SI thì SI cũng có những cái điểm mạnh rất là riêng của nó. Về cả hai cổ phiếu thì tôi đều cho rằng đây là những cổ phiếu tốt cả. Tuy nhiên như tôi đã nói thì ngoài chứng khoán thì hiện tại định giá vẫn chưa thực sự hấp dẫn, cho nên nhà đầu tư cần phải cẩn trọng và cần phải cân nhắc giá khi đầu tư hai cổ phiếu này.
Vâng, và với câu hỏi này thì tôi cũng đồng tình với quan điểm của chị Giang, đó là mỗi công ty chứng khoán thì sẽ, hai công ty này đều có những cái điểm mạnh riêng biệt, và nếu như đầu tư thì cũng có thể đầu tư cả hai công ty. Và thêm một cái nữa đấy là tại vì chương trình này chúng tôi sẽ làm thứ năm hàng tuần, và nếu như bạn đầu tư có cái nhu cầu muốn nghe chúng tôi phân tích về mã cổ phiếu nào đến trong tuần sau thì có thể comment vào luôn cái livestream của công ty ạ. Vâng, và đến thời điểm hiện tại thì chắc là quý nhân chưa hết câu hỏi, chính vì vậy mà chúng tôi sẽ tạm dừng chương trình ở đây, và nếu như quý nhà đầu tư có câu hỏi gì thì xin phép xin mời quý nhà đầu tư comment và chúng tôi sẽ trả lời riêng ở trên comment của quý nhà đầu tư. Và xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại.